Kính chào quý vị và các bạn. Ngủ với đàn ông 5-6 năm rồi mới đi lấy chồng, thậm chí là ngủ với nhiều người một lúc để lựa chọn ai tốt hơn ai. Câu chuyện tưởng chỉ là hình thức câu view như mạng xã hội thường đưa, ấy vậy mà lại có thật ở một địa danh rất nổi tiếng ở nước ta. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ đưa quý vị đến với những địa danh này và những bi kịch đẫm nước mắt với chuyện ngủ với đàn ông trước khi tìm chồng mới của các cô gái ở đây. Ngồi trước bếp lửa buổi chiều những ngày cuối năm, nói chuyện làng, chuyện phong tục người Chiêng. Già làng Bronveo 70 tuổi ở làng Đắc Răng, xã Đắc Dục, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum khoan khoái. Đồng bào mình có nhiều tục lạ nhưng hay lắm, như cái tục ngủ thăm ấy. Trai gái nằm chung tâm sự nói chuyện tương lai, mà ngủ thôi chứ không được làm gì. Thấy khách trố mắt không hiểu, già làng Bronveo cười giải thích. Đó là tục trai gái ngủ với nhau trong bếp lửa riêng của cô gái. Đến khoảng 4 giờ sáng, chàng trai mới rời bếp lửa ấm áp ấy để ra về, để lên dãy vào núi. Sau vài đêm, nếu ưng nhau thì cô gái ấy sẽ đi bắt chồng. Còn tình duyên không hợp, cô gái không cho chàng trai đến nữa. Thời trai trẻ của Bronveo là thế, nhất là vào những đêm mùa xuân khi máu tình chảy dần dần trong cơ thể. Thế nhưng để được ngủ thăm trên bếp riêng của các cô gái, các chàng trai người Chiêng phải mỏi cả tay rát cả môi. Bronveo kể, những nhà dài của người Chiêng xưa, con gái tuổi chưa chồng luôn có bếp lửa riêng. Còn các chàng trai, ngày trước ai cũng phải ở nhà rông. Khi màn đêm buông xuống, rừng lạnh kéo về là lúc các chàng trai bắt đầu đốt lửa sưởi ấm. Có điều không phải lúc nào cũng có lửa để đốt lên. Vì thế các chàng trai bắt đầu đi xin lửa của các cô gái. Thế nhưng để có lửa, các chàng trai phải mang khèn ra thổi bài xin lửa. Cảm tiếng khèn hay, chân tình, cô gái sẽ lấy lửa bếp riêng của mình mang đến trao cho chàng trai mình thích. Rồi khi tình trong như đã, đêm đêm các chàng trai đến dưới nhà sàn của cô gái thổi khèn xin ngủ thăm. Các cô gái Chiêng chưa chồng khi đã bén duyên sẽ hé cánh cửa cho chàng trai vào bếp lửa riêng để ngủ thăm. Có khi sau một đêm, cô gái sẽ nhận ra chàng không là mộng, nên đừng mong có đêm thứ hai. Còn cô gái đã kết rồi, thì cửa nhà sàn nơi bếp riêng sẽ luôn hé ra những mỗi đêm chàng trai đi vào. Bị làng phạt vì ăn trái cấm, chúng tôi thắc mắc, nếu ngủ mà lỡ sờ vào hiện vật, có bầu trước thì biết làm sao? Già làng Bronveo bảo, thời nào cũng có người bị phạt vạ bởi ăn trái cấm khi ngủ thăm. Thế nhưng ngày trước, những trường hợp này rất ít. Nguyên nhân là vì khi lỡ vi phạm thì bị phạt rất nặng, phải thịt trâu, dê, gà và rượu tại nhà rông để cho cả làng ăn. Năm 1998, tại làng Đắc Răng cũng phạt vạ hai trường hợp. Ấy là khi phát hiện hai cô gái trong làng có bầu, làng bắt ra chỉ ai là tác giả. Sau đó cả hai cặp đôi trai gái bị làng đuổi khỏi làng lên rừng sống. Với đồng bào dân tộc thiểu số Bắc Tây Nguyên, có thể chịu được giáo xiên lửa đốt, nhưng bị đuổi ra khỏi làng sống tách biệt với cộng đồng là điều nhục nhã nhất. Vì vậy đôi trai gái nói trên phải sống trên rừng hết một năm, sau khi sinh con xong mới được quay về làng. Thế nhưng trước khi về làng, đôi trai gái phải lấy huyết heo đựng trong ống nứa rồi đi đến tận từng nhà trong làng xin tội bằng cách bôi huyết vào đầu gối và ngực của tất cả các thành viên mỗi gia đình. Có điều việc xin tội này chỉ diễn ra ngay trong một đêm, không được kéo dài đến sáng và đêm thứ hai. Anh Bùi Đắc Trực, cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum cho hay, trước và sau thập kỷ 90 của thế kỷ trước, anh đi dạy ở các xã của huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum. Anh đã chứng kiến không ít trường hợp trai gái người rẻ, Chiêng bị làng phạt vạ vì tội ngủ thiệt. Anh Trực kể, có một năm anh là hiệu trưởng của một trường tiểu học, cô giáo người rẻ xin về 3 ngày 3 đêm. Sau đó cô quay về với dáng người phờ phạc. Hỏi ra cô giáo nọ khai là về ngủ thăm với bạn tình. Hóa ra bạn tình là người quá sành đời, nên ngủ một đêm, anh bạn tình nọ nói chưa biết gì. Bắt ngủ đến 3 đêm như thế. Sau này cô giáo có bầu vì bị làng phạt vạ cả đôi trai gái. Báo hại cho thủ trưởng Trực, khi ấy phải đi năn nỉ làng xin giúp cho cô giáo trường mình không bị phạt nặng như truyền thống. Hỏi vì sao cả cô giáo cũng bị phạt, anh Trực giải thích. Làng bảo nó tiếp tay cho bạn tình, nếu không thì làm sao mà có bầu cho được. Oái oăm với tục quy pa opo, bị méo mó tương đồng như người rẻ Chiêng, người xê đăng ở huyện Tumorong, Kon Tum.
cũng có tục ngủ với nhau, gọi là quy pa apo. Đây là tục ngủ với nhau được người Xê Đăng xem như văn hóa truyền thống của dân tộc mình xưa nay. Thế nhưng mấy năm gần đây, tục hay này cũng bị méo mó đi rất nhiều, bởi có hàng trăm cô gái ở các làng đã có con mà không có chồng, dù bị làng phạt vạ rất nặng. Đặc biệt như làng ở làng Trung Tam, có trường hợp cả ba chị em đều rơi vào việc ăn trái cấm và bị đuổi khỏi làng. Đó là Y Hồng, Y Thoa và Y Hoa. Tìm đến nhà của ba chị em này, bây giờ vẫn còn ở bên bờ suối Pờ Si. Chúng tôi nghe Y Hoa, chị đầu của ba cô gái kể lại những chuyện tình oái oăm mà xót lòng. Cô chị Y Hồng ngậm ngùi kể, khi công trình nhà nước đi ngang qua xã, gái làng sáng mắt khi thấy hàng chục anh công nhân về làng. Ai nấy đều sáng sủa đẹp trai, và Y Hoa cũng thế, và yêu người tên Nam, quê tận Quảng Trị. Với Y Hoa, Quảng Trị là chỗ nào? Mình chẳng biết, chỉ nghe anh Nam thề thốt là trai tân. Đến một ngày, Y Hồng báo tin cho gã trai kia rằng mình có bầu. Anh chàng mới ló mặt chuột, tao có vợ con rồi. Còn Y Hoa thì bị làng phạt vạ, phải thịt heo gà và rượu cho làng ăn vì cái tội không chồng mà có chửa. Thế nhưng hai cô em gái Y Thoa và Y Hoa vẫn không sáng mắt khi thấy chị gái yêu trai công trình vẫn thậm thụt với trai lạ. Kết quả là cả Y Thoa và Y Hoa có chửa và cũng bị làng phạt vạ. Đến nước này, cả ba chị em Y Hồng, Y Hoa và Y Thoa đều bị đuổi khỏi làng, đến giờ vẫn chưa cho quay về. Có điều đâu chỉ xã Măng Ri mà một số khác của huyện Tu Mơ Rông cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đi đến vùng này sẽ gặp nhiều cô gái trẻ có con nhưng không có chồng. Một buổi chiều muộn, chúng tôi tìm đến nhà Y Phương, 19 tuổi, ở làng Tân Ba, xã Tê Xăng. Lúc này Y Phương vừa điệu con trên lưng về nhà, mặt buồn so. Hỏi ra mới biết, đứa con trai của Y Phương giờ đã 11 tháng. Cũng là thời gian cha nó tên Hiền, quê ở Khánh Hòa, không quay trở lại làng. Y Phương kể, mình quen Hiền một bận lên dãy, và chính cái dãy là nơi ngủ với nhau để tự tình. Nơi này gã trai tên Hiền thề thốt sẽ lấy Y Phương làm vợ, và khi biết Y Phương có thai, nó chẳng ngó ngàng gì người con gái tội nghiệp. Hậu quả là bây giờ Y Phương làm mẹ đơn thân, tự lo cho thân mình, sáng điệu con đi lên dãy, chiều thì điệu con về nhà. Theo lời Y Phương, hai chị em họ của mình là Y Nga và Y Lan Anh cũng cùng chung số phận. Trong đó, Y Nga có đến hai con, còn Y Lan Anh thì một đứa. Ông A Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông thở dài cho hay, đã từng ngủ thăm với 30 cô gái, nhưng chỉ tâm sự, nắm tay nắm chân và cùng quá thì ôm nhau thôi, chứ chưa từng vượt rào. Còn bây giờ, hết nhà dài, trai gái lại dẫn nhau lên dãy, lên tròi ngoài dãy, làm méo mó tục quy pa apo, và hậu quả là hàng trăm cô gái mang bầu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông, anh A Hơn cho biết, qua thống kê sơ bộ, địa phương có trên 300 người phụ nữ có con nhưng không có chồng. Hầu hết đều xuất phát từ những cuộc tình quy pa apo, méo mó với các công nhân các công trình. Thưa quý vị, có thể thấy phong tục ngủ thăm là quá trình trải nghiệm, rèn luyện cảm xúc, bản lĩnh của các chàng trai cô gái trước khi kết hôn. Đây là một hiện tượng văn hóa đặc trưng phổ biến trong đời sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, do tác động của nhiều yếu tố khách quan, hiện nay hiện tượng văn hóa này đã có nhiều biến tướng hoặc bị lợi dụng. Do thiếu hiểu biết và nhẹ dạ cả tin, nên một số cô gái vùng sâu vùng xa thành nạn nhân của sự lừa gạt hoặc rơi vào hoàn cảnh phải làm mẹ đơn thân. Để ngăn chặn việc lợi dụng văn hóa ngủ này, các cơ quan cần tuyên truyền nâng cao nhận thức để mọi người hiểu đúng đắn và có ứng xử phù hợp. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!